Thưa bà con, trong thời gian qua có một số thư gửi riêng cho cá nhân tôi, xin nhờ giải đáp một số câu hỏi liên quan đến cái việc sử dụng thuốc nam và thuốc bắc. Có câu hỏi đặt ra là thuốc nam là gì, thuốc bắc là gì, có khác nhau không? Kính thưa bà con, cái việc sử dụng thuốc nam thì có từ lâu đời ở Việt Nam chúng ta. Thì ông bà ta ngày xưa đó, khi đi hái lụm đào củ quả vân vân, thì có sử dụng một số các cái cây cỏ ở trong rừng. Có một số thì ăn được, thấy tốt, nhưng mà một số khác thì bị ngộ độc. Nhẹ nhất là nôn ói tiêu chảy, và nặng nhất là bị ngộ độc rồi chết. Từ đó về sau có kinh nghiệm, ông bà ta hễ những cây cỏ cũ nào mà ăn được, thấy tốt thì tiếp tục ăn, và ngược lại là nếu mà bị trúng độc thì né nó ra. Lâu dần thì thành kinh nghiệm. Thí dụ như lỡ bị trật tay thì lại tình cờ thôi, thì mình có thói quen lấy cái cây cỏ nào đó đắp vào, thấy nó ổn, thì từ đó về sau cứ ghi nhớ cái cây cỏ đó sử dụng cho cái việc mà bị chấn thương. Lâu dần thì thành một cái kinh nghiệm sử dụng, thì ta gọi là sử dụng thuốc nam. Có hai cái người. Một là có sử dụng thuốc nam nhưng không có lý luận. Thì đa số những cái thành phần này là ở trên cái vùng núi cao. Cái thành phần thứ hai là có sử dụng thuốc nam nhưng mà có lý luận, nhưng đa số là ở đồng bằng. Và không phải chỉ một người mà rất là nhiều người tập hợp lại, họ rút kinh nghiệm rồi viết lách lại, rồi hệ thống lại, thành ra hệ thống thuốc nam. Tuy nhiên trên thế giới không phải là người ta không biết sử dụng, mà chỉ có Việt Nam mình. Thí dụ như là ở Peru, ở Mexico, mà đặc biệt là ở Ấn Độ, người ta có một cái hệ thống y học cổ truyền họ đó rất là vĩ đại, đó là Ayurveda, là một cái hệ thống mà sử dụng thuốc cho có ở đất nước họ. Và gần chúng ta nhất là Trung Quốc, là lâu đời gần như là một cái nền tảng về cái dược liệu, về y học cổ truyền. Thì những cái thuốc mà Trung Quốc sử dụng ta gọi là thuốc bắc. Tuy nhiên ta không thể mà phân biệt nam bắc gì cả. Có những số cây thuốc mình gọi là thuốc nam, nhưng thực sự là trên thế giới tất cả đều có dùng, chứ không phải chỉ riêng ở Việt Nam ta đó. Nhưng mà để có bài bản, có ghi chép, thì thế kỷ thứ 14 có Tuệ Tĩnh Thường Sư Nguyễn Bá Tĩnh đã có một cái bộ sách riêng về dược, thì ông gọi là Nam Dược Thần Hiệu, tức là người nam dùng thuốc nam, nam dược trị nam nhân. Cho đến thế kỷ thứ 18, Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác cũng có viết và dịch lại toàn bộ các sách của Trung Quốc. Trong đó ông vẫn sử dụng thuốc nam, và có một chương riêng gọi là Lĩnh Nam Bản Thảo, tức là sử dụng thuốc nam không. Đủ thấy là thuốc nam chúng ta đã có một cái bề dày lịch sử, chứ không phải chỉ mới sử dụng đây. Thì tại sao gọi là thuốc nam là thuốc bắc hả? Thì tôi đơn cử như sau. Thí dụ như là thuốc nam ta đó là cỏ mực, hay còn gọi là cỏ lọ nồi. Nhưng mà thuốc bắc thì vẫn sử dụng cái cây đó, là gọi nó là hạng liên thảo. Hạng liên thảo. Rồi hạt mùn ngủ thì mình gọi là hạt buồn hay là hạt buồn muôn, nhưng mà ở thuốc bắc nó gọi là thảo quyết minh đó. Rồi thuốc nam ta gọi là lá tre, nhưng mà thuốc bắc thì gọi nó là trúc diệp. Rồi thuốc nam thì gọi là lá dâu, thì thuốc bắc hay gọi là tan diệp. Rồi Việt Nam ta thuốc nam thì gọi là cỏ cú, gọi là cỏ gấu, nhưng mà thuốc bắc thì gọi là hương phụ. Rồi cái cành cây quế thì là thuốc nam gọi là cành quế, nhưng mà thuốc bắc thì gọi là quế chi. Rồi thuốc nam là quế, nhưng mà thuốc bắc thì gọi là quế nhục. Rồi lá tía tô mình sử dụng là gọi là thuốc nam, nhưng mà thuốc bắc thì gọi là tô diệp. Thuốc nam thì sử dụng cành tía tô, thì thuốc bắc gọi là tô ngạnh. Rồi hạt tía tô là thuốc nam, nhưng mà thuốc bắc thì gọi là tử tô tử. Đó, thì qua đó để bà con thấy rằng thì nam với bắc nó là một thôi, chứ không có cái gì khác hết. Tuy nhiên đối với quốc tế hoặc là mình nói chuyện với người nước ngoài thì chúng ta sử dụng những cái ta gọi là tên khoa học để mà xác định cái vị thuốc đó. Thì lại thí dụ thuốc nam ta gọi là cỏ cú ha, hay gọi là cỏ gấu ha.
Nhưng mà rồi thuốc bắc ta gọi là hương phụ, mình đi nói chuyện với người nước ngoài, mình nói cỏ gấu, người thì nói cỏ cú, cỏ gấu biển, cỏ gấu núi, rồi nói hương phụ, không ai biết cả. Nhưng mà nói là Sibirus rotundus thì tất cả mọi người đều biết, cái đó gọi là định danh cái tên khoa học của một cái vị thuốc. Như vậy để bà con ta thấy rằng thuốc nam là thuốc bắc, thuốc bắc là thuốc nam, coi như nam bắc không có phân biệt gì nữa cả. Mà muốn nói chuyện với người nước ngoài có một cái khoa học thì chúng ta sử dụng tên khoa học để chỉ cho một cái vị thuốc, cây thuốc nào đó, cái đó mới là cái quan trọng. Đó là cái để cho bà con chúng ta thấy rằng là không nên phân biệt là thuốc nam hay là thuốc bắc. Chỉ có một cái rất 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 là quan trọng, đó là cái cây thuốc nào, vị thuốc nào có hiệu quả trong điều trị thì chúng ta lưu ý đến cái cây thuốc, vị thuốc đó, thì đó nó có giá trị. Hiện nay thì phải nói là cái y học hiện đại nó cả đã tham gia trong cái việc mà sử dụng các cái cây cỏ để làm thuốc rất rất là nhiều. Nội như cái việc mà họ Trung Quốc họ nhập các cái vị thuốc của Việt Nam có giá trị rồi họ xuất đi toàn thế giới. Lấy thí dụ như là ở Hoàng Liên Sơn là của Việt Nam, có cái vị thuốc có tên là Hoàng Liên, nhưng thật sự khi nhập qua Trung Quốc thì họ rất là quý và họ xuất đi các nước. Hay là có một loại quế thì gọi là quế thanh, thanh hóa, thì nổi tiếng khắp thế giới nhưng mà Trung Quốc xuất, nhưng mà họ lại nhập của Việt Nam. Và đặc biệt là chúng ta phải lưu ý một cái điều, đó là chất lượng của cái dược liệu đó. Lấy thí dụ như là nếu như mà mưa lụt tầm tã thì cái vị tế tân ở Trung Quốc nó bị ngâm nước mưa, do vậy là nó mất cái hoạt chất đi, hoặc là do cái làm ăn họ vì lợi nhuận cho nên họ đã lấy cái hoạt chất đi và họ xuất đi cho các nước khác, thì trong thuốc đó chỉ còn cái bã thuốc chứ không còn là thuốc nữa. Thì tóm lại để cho bà con yên tâm là thí dụ mình thấy rõ hay là dùng tươi cái cây cỏ nào mà làm thuốc thì đó là thuốc nam ở Việt Nam, còn cũng là cái cây cỏ đó nhưng mà ở Trung Quốc thì người ta gọi nó là thuốc bắc, nhưng mà nam bắc là một. Cái quan trọng là ta sử dụng cái vị thuốc đó như thế nào, chất lượng thuốc ra sao mới là cái vấn đề mà chúng ta quan tâm. Thưa bà con, có một câu hỏi thứ hai, đó là cái việc mà đặt tên cho một cái vị thuốc á, thì dựa vào cái nguyên tắc nào? Thưa bà con, thì việc đặt tên một cái vị thuốc thì người ta đã dựa vào các nguyên tắc sau đây. Thứ nhất á, là cái tính chất và cái khí vị của cái vị thuốc mà người ta đặt tên. Thí dụ như là vị phòng phong chẳng hạn, thì phòng á, là phòng ngừa, phong là gió, cho nên cái vị phòng phong là ngừa được gió. Cái thứ hai á, là thí dụ như là đặt tên á, là quyết minh tử, tức là làm cho sáng mắt. Cái đặt tên á, là tục đoạn, là cái công dụng của nó là làm nối lại được các cái gân cốt. Hoặc là cái vị ích mẫu, tức là có ích cho người mẹ, cho nên họ đặt tên. Chính vì vậy mà nhân trần ích mẫu đi đâu để cho gái đẻ đớn đau thế này, cho nên cái vị ích mẫu là ý nghĩa nó là như thế. Cái ý thứ hai, tức là nguyên tắc thứ hai để mà đặt tên là căn cứ vào cái khí vị của nó mà đặt tên. Thí dụ như xạ hương là cái túi xạ của con cầy hương, nó có mùi thơm, ta đặt nó là xạ hương. Hay là đinh hương, đinh là như là cái cây đinh mà có mùi thơm, ta đặt tên. Hay là hồi hương, tức là cái mùi thơm nó như là hồi. Hoặc là cam thảo, cam là ngọt, thảo là cỏ, cỏ mà có vị ngọt ta thường dùng rễ, đó là cam thảo. Hay là tế tân, tế là nhỏ, tân là cây, nó nhỏ mà nó cay. Hay là khổ sâm, là cái vị sâm mà nó đắng, người ta gọi là khổ sâm. Cái đó là người ta dựa vào cái khí vị mà đặt tên. Một cái nữa là căn cứ vào cái hình dạng thí dụ như là như cái đầu gối của con trâu, người ta đặt tên nó là ngưu tất, nó giống như đầu con quạ, người ta đặt tên nó là ô đầu. Hay là câu đằng, tức là cái dây mà nó có cái như móc câu là câu đằng, đây là cái vị thuốc mà là trấn kinh an thần. Hay là cậu tích, nó giống như cái lưng của cái con chó ha. Thì đó là căn cứ vào cái hình dạng. Ngoài ra thì đặt tên vào cái nguyên tắc là căn cứ vào cái màu sắc nữa. Thí dụ như là Hoàng Liên chẳng hạn, là cái vị thuốc mà nó
màu vàng, rồi hồng hoa là cái vị thuốc nó có màu đỏ cam, hay là tử thảo là cái vị thuốc mà nó có cái màu tím chẳng hạn. Rồi một cái nữa là chúng ta thấy là cũng căn cứ vào cái màu sắc này là cái vị thanh đại, đa cái là vị thuốc mà rất là đặc biệt, tức là thanh là màu xanh, cái đại là cái sắc lông mày. Cái tục lệ hồi xưa là người ta hay cạo cái lông mày xong cái lấy cái vị thanh đại để bôi lên, nó có cái màu xanh rất đẹp, chính vì vậy mà đặt tên là thanh đại. Tuy nhiên đối với lại dù đông y hay như thế nào, nhưng mà nói chuyện với người nước ngoài, mình nói thanh đại mình không thể nói cái vị thuốc có màu xanh được, mà phải nói tới cái tên khoa học của nó. Thí dụ như thanh đại này ha, nó là Indigo tinctoria họ Fabaceae, đó là tên khoa học, cái họ nó là họ cánh bướm, là một cái loại cây nha, là cây tràm, người ta chế nó ra thành cái vị thanh đại là vị thuốc đó. Rồi căn cứ vào cái cách sống của cây, thí dụ như là bán hạ là cái cây thuốc này là giữa mùa hè phải thu hoạch nè nha, hạ khô thảo là cái vị thuốc mà tới mùa hè là nó tiêu hết, nó không còn nữa. Rồi nhẫn đông đằng là tên gọi khác của cái dây kim ngân hoa thôi, cho nên là nhẫn đông, lý do là tới mùa đông đi nữa nó vẫn còn sống. Cái đó là cái cách sống của cây. Rồi căn cứ vào cái bộ phận dùng mà đặt tên. Thí dụ mình nói cây dâu đi, là lá thì là tan diệp nè, rồi cành là tan chi nè, trái là tan thầm đó nè, và thậm chí có con sâu mà ở trong cái cây dâu nữa là tan đố trùng. Ở đó là dựa vào cái cách sống của cây để mà đặt tên nó. Rồi bộ phận dùng. Như vậy thì cha thấy là ngoài ra cái tô tử là cái hạt của tía tô ha, hay là cành là tô ngạnh, mà lá là tô diệp. Cái đó là dựa vào gì? Dựa vào cái bộ phận dùng để mà đặt tên. Rồi có gì nữa không? Căn cứ vào cái người tìm ra nó đầu tiên để đặt tên. Thí dụ có người họ Đỗ ha, tên Trọng, thì lấy ông Đỗ Trọng là đặt tên cái vị thuốc, công dụng của nó là trị đau lưng bổ thận. Rồi có một người nữa là ông là Hà Thú Ô, là cái vị thuốc, cái người họ Hà ham, nhưng mà ông có cái đầu đen là vì ông uống cái vị thuốc đó ha, cái tích như thế này là ông này ông đi 50 tuổi rồi nhưng mà không có con, sinh lý thì cũng không khỏe lắm, cho nên ông đi giao du sơn thủy. Bữa nọ ông đi vào rừng ở trong một cái am nhỏ, khi ông nằm ngủ thì ông thấy lạ, cái là sao có hai cái cây, có hai cái dây mà nó quéo lại với nhau, nó quấn với nhau. Thì sáng vậy ổng mới tò mò, ổng đào thì ổng thấy nó có củ, ổng lấy củ đó ổng sử dụng. Thì lâu dài thì ổng thấy cái đầu ổng đang bạc ha, 50 tuổi mà đầu bạc, sinh lý yếu, trở thành là cái đầu độ đen, cho nên lấy cái tên là Hà Thủ Ô, tức là ông họ Hà có cái đầu đen. Đó là cái tích mà tại sao, cái nguyên tắc là cái người tìm ra cái vị đầu tiên để mà đặt tên cho cái đó. Rồi trong vị thuốc mà cái người tìm ra để đặt tên nữa, có cái là vị sử quân tử. Ông này là một cái sứ quân ha. Ông họ Quách, ông dùng vị thuốc này để trị bệnh cho trẻ con, cho nên là lấy tên ổng để là sử quân tử. Ngoài ra thì căn cứ vào cái tên ngoại quốc để mà phiên âm. Thí dụ như là cây Atiso chẳng hạn, thì nó là Atiso, ví dụ vậy. Và dựa vào cái nguyên tắc là cái nơi mà sản xuất ra mà đặt tên. Thí dụ như Ba Đậu là cái ở cái vị thuốc mà ở đất Ba Thục Tứ Xuyên là có cái vị này, cho nên đặt tên là Ba Đậu. Hay là cái vị A Dao, lấy da lừa nấu nước của cái giếng A nha, cho nên là huyện Đông A, tỉnh Sơn Đông, cho nên là nó có tên là A Dao. Thì đó là những cái nguyên tắc để mà đặt tên các vị thuốc. Xin cảm ơn bà con. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với Đông Dược Đét Pha Cô. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ngay bên dưới nhé.